Sở đồ gỗ Gia Gốc Phạm Gia xin kính chào quý khách. Chào mừng các bạn đến với kênh video giới thiệu sản phẩm của xưởng đồ gỗ Gia Gốc Phạm Gia. Đồ gỗ Gia Gốc Phạm Gia hôm nay xin trân trọng giới thiệu một siêu phẩm hàng mới do xưởng đồ gỗ Gia Gốc Phạm Gia sản xuất và phân phối trên thị trường. Đó là bộ phản gỗ gõ hay gọi là gỗ cà te. Đây là mẫu phản hộp gỗ gõ. Với các tỉnh miền Nam và miền Trung, Tây Nguyên thì có tên gọi khác là gỗ cà te, một loại gỗ rất là cứng, chất gỗ rất là cứng. Ở vân gỗ thì đẹp, đặc biệt là gỗ này là rất sáng màu, màu rất là sáng đẹp. Đây là phản gỗ gõ hay gọi là gỗ cà te đấy. Đây các bạn nhìn là vân gỗ tự nhiên 100%. Toàn bộ này là vân gỗ tự nhiên đấy. Tất cả cái này các bạn thấy đều là vân gỗ tự nhiên. Đây là một chiếc phản rộng là 2m2 và dài là 2m4, chiều từ mép này đến mép kia là 2m4 và chiều từ mép này đến đầu bên kia là 2m2, dày là dày 20. Phản này là nhà mình là xẻ dày 20, rất là dày. Dày hơn một gang tay. Rất là chi là dày. Dày 20. Đấy, vân gỗ là toàn bộ là vân gỗ tự nhiên, rất là đẹp. Gỗ cứng và bền. Chất gỗ này không sợ mối mọt và không sợ lắng, không sợ lứt. Đấy. Các bạn chưa nghe đến gỗ cà te hoặc là gỗ gõ thì có thể tham khảo trên mạng hoặc là hỏi những người là ở khu vực miền Trung, miền Nam, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên. Thì gỗ gõ hay gọi là gỗ cà te được sử dụng rất là nhiều, sử dụng rất là rộng rãi và người dân ở trong rất là ưa chuộng cái loại gỗ này. Gỗ này còn ở vùng Tây Nguyên còn giá trị hơn cả gỗ hương. Đấy, chất gỗ rất là cứng và độ co ngót rất là ít. Đấy, co ngót ít nên là hạn chế được lứt dọc, xé dọc. Đấy, đây là phản hộp gỗ gõ hay còn gọi là gỗ cà te do xưởng đồ gỗ Gia Gốc Phạm Gia chúng tôi sản xuất và phân phối ra thị trường. Mình xin nhắc lại kích thước của bộ sản phẩm này là rộng 2m2 và dài là 2m4, dày là 20 phân. Xưởng nhà mình nhận đóng theo yêu cầu. Anh chị em nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại đang hiện trên màn hình hoặc truy cập website xưởng đồ gỗ Gia Gốc .com. Mình sẽ quay chi tiết các bạn thấy tất cả đều là vân gỗ tự nhiên. Vân gỗ tự nhiên rất là đẹp. Toàn bộ là vân gỗ tự nhiên. Rất là đẹp. Xưởng nhà mình cũng công khai báo giá luôn cho các bạn ở xa, ở gần biết luôn giá của một bộ sản phẩm như này. Một bộ sản phẩm phản hộp gỗ gõ hay còn gọi là gỗ cà te. Chiều dài là 2m4 và chiều rộng là 2m2. Chiều dày là 20cm. Xưởng nhà mình đang bán với giá là 15 triệu đồng. Xưởng nhận là giao hàng toàn quốc, nhận hàng rồi thanh toán. Anh chị em nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với xưởng. Sau kết thúc video này, mình sẽ giới thiệu với các bạn một bộ video về phản gỗ xoan đào và phản gỗ gõ có gì khác biệt, sự khác biệt giữa hai phản gỗ xoan đào và gỗ gõ. Bên cạnh đây là xoan đào, tí mình sẽ giới thiệu chi tiết ở video sau. Các bạn xem chi tiết để có một sự phân biệt rõ ràng hơn về hai loại phản gỗ này và giá trị của hai loại gỗ này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video giới thiệu sản phẩm lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.